Những căn nhà còn trơ móng và khung này như cắt sâu vào nỗi đau của người dân ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Sau một đêm, nhiều người dân ở xóm lao động nghèo này đã mất hết tất cả tài sản một đời ki cóp vì sạt lở. Buổi sáng khoảng 5:40 thì bắt đầu nó sụp, coi như là tôi vừa bước xuồng sụt lại, cái xuồng sụt lại thì con nguyên ba cái dãy nhà này nó xuống được một hầm luôn. Sau sự cố sạt lở sáng ngày 27 tháng 5 năm 2019, nhiều người dân quanh khu vực sạt lở đã được sơ tán. Tiếc của, nhưng trong tình hình này, họ vẫn phải thu gom đồ đạc vào khu vực an toàn. 4 hộ bị sạt lở một phần căn nhà, 4 hộ có nguy cơ cao, 19 hộ khác cũng nằm trong khu vực nguy hiểm. Nhà vẫn tiếp tục nứt, một số người về cắt, đập tường, cắt bỏ từng phần căn nhà để nếu có sụp thì sụp từng khúc chứ không kéo theo cả căn nhà. Phần lớn người dân tại ấp Rạch Chanh đều làm lao động phổ thông, cuộc sống không mấy khá giả. Tối ngủ không dám ngủ, coi như mấy đêm nay là tôi không dám ngủ. Ngủ thì nằm ở trước. Bây giờ nếu mà kêu di dời thì cáo vấn đề tại vì dân ở đây nó sống nhiều năm ở đây rồi, bám đất giữ làng. Dời đi nó rất khó khăn. Tiền bạc thì chắc nếu mà hết cái tài khoản của cái ngôi khúc của tôi bị sập này chắc khoảng 200 triệu à. Từ đây lại đó chắc bốn căn nhà này chừng 800-900 triệu hoặc 1 tỷ bạc trở lại thôi, nhưng mà thật sự ra mần thì gom góp từ lâu lắm rồi mới được như đó, giờ nó tuột xuống sông rất hoang mang quá trời, giờ chao đảo quá, không còn lo gì được, không biết phải lo sao. Ủy ban nhân dân thành phố Tân An đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An và đơn vị tư vấn khảo sát, quan trắc nhằm xác định đoạn ven sông Vàm Cỏ Tây qua địa bàn xã Lợi Bình Nhơn, nơi vừa xảy ra sự cố sạt lở, có an toàn trong thời gian tới hay không. Qua đó, chính quyền sẽ đưa ra phương án xử lý. Thành phố Tân An cũng đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An hỗ trợ khẩn cấp 2 tỷ đồng để phục vụ công tác hỗ trợ dân bị ảnh hưởng và phục vụ công tác quan trắc, nghiên cứu các phương án xử lý trước mối đe dọa sạt lở tại khu vực này.